chào các bác và anh em. Chào mừng các bác anh em quay trở lại với kênh YouTube của Gita. Và hôm nay bên chúng em test một chiếc trầm điện siêu to, siêu khủng lồ cho anh Mạnh. Vâng, là cho anh Mạnh, anh ở Hải Phòng. Và phải nói gì về đây, chúng em rất là được nhiều các bác và anh em ở dưới Hải Phòng yêu quý, đặt những cái combo cũng như là những cái sản phẩm như là rời, như là xúc hoặc là vang. Thì ngày hôm qua thì em có gửi mấy combo về Hải Phòng, và hôm nay thì em test nốt con xúc JBL Bass 40 cho anh Mạnh ở Hải Phòng. Để chút nữa em sẽ tìm xem phương thức gửi hàng nào thì anh nhận tiện nhận thì em sẽ gửi nhé. Chiếc ca súp JBL 815 này sở hữu bass 40 dòng bass đối đất và lỗ thông hơi trước, đặc trưng và dòng JBL rồi. Và xung quanh đây nó được đánh những cái lớp vân gỗ rất là sang trọng, mặt trên thì là mặt kính sáng bóng. Con súp siêu to khổng lồ này nó cho ra tiếng súp rất là uy lực. Vâng, là cái tiếng bass, tiếng trầm của nó cực kỳ uy lực. Đây là mặt sau của con 815. Đó, các bác và anh em có thể thấy đây, nó có những cái đường vào như là high level input và line hoa sen. Thì em đang chơi cái đường tín hiệu vào high level, line hoa sen nhé. Công tắc đảo pha này, volume và LPF này để cắt tần số nhé. Chúng ta muốn nó xuống sâu, chúng ta vặn về tầm, con này sẽ tầm 50Hz này. Xuống 50Hz. Và các bác có thể nhìn thấy bên dưới đây. Con này của chúng em thì nó có được thêm một cái đường canon đưa tín hiệu vào ngay bên trên của cái dây nguồn, thì nó sẽ có cái đường canon tín hiệu vào đây các bác ạ. Đây, được trang bị đầy đủ nhé, cạnh nút bật tắt nguồn. Các bác có thể lấy tín hiệu, nếu mà để gần vang, ngay gần để gần vang thì các bác có thể là đưa tín hiệu qua đường canon. Bass siêu to khủng lồ. Mạch rất là gọn gàng nhé. Con này thì với cái công suất hiện nay, các bác chơi ở không gian khoảng 450 vuông thì không phải suy nghĩ về cái vấn đề nó hụt, nó yếu, nó quánh cực kỳ bạo lực, đẹp, sang trọng. Chính vì vậy nó mới có cái giá khá là cao, 6.500.000 đồng. Thì anh Mạnh đã chuyển cho bên chúng em 1 triệu, và số tiền còn lại thanh toán cho anh là 5.500.000 đồng. Em tăng volume lên xong để em trầm này thì các bác và anh em có thể đi ra xa nghe nó mới đã được. Ok, và giờ em sẽ dừng video nhé. Anh Mạnh yên tâm, sản phẩm của anh cũng đã được bên công ty chúng em kiểm tra chất lượng rồi, dán tem bảo hành để đảm bảo cái quyền lợi cho anh. Và mọi chi tiết cần tư vấn hay là giải đáp thắc mắc, các bác có thể điện cho chúng em theo hai số hotline này. Chúng em sẽ tư vấn cho các bác chuyên sâu về những cấu hình combo hoặc là những cái thiết bị. Và em nhấn mạnh lại một điều, địa chỉ của chúng em nằm tại số nhà 107 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Các bác và anh em nếu ở gần khu vực Long Biên, Hà Nội hoặc là loanh quanh trong bán kính khoảng 50 km, nếu có điều kiện đến được thì chúng em luôn luôn chào đón các bác và anh em đến để trải nghiệm thực tế nhé. Có những cái sản phẩm các bác và anh em ngồi, sờ, xem, nghe. Vâng, em sẽ dừng video tại đây. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bác và anh em. Xin chào, tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh Mạnh nhé.